Viện kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định có nhiều sai phạm trong vụ án Hồ Duy Hải. Trong buổi họp báo kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành kiểm sát vào hôm 21 tháng 7, ông Hồ Đức Anh, vụ trưởng vụ thực hiện quyền công tố và kiểm sát, xét xử hình sự, đã nói về vụ án bưu điện cầu voi và khẳng định kháng nghị giám đốc thẩm của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là có căn cứ, đúng pháp luật và hoàn toàn cần thiết. Theo ông Hồ Đức Anh, viên kiểm sát nhân dân tối cao nhận thấy quá trình xét xử vụ án từ điều tra, xét xử có nhiều sai sót, nhiều mâu thuẫn, nhiều tin tiết quan trọng chứng minh hành vi phạm tội chưa được cơ quan tố tụng địa phương làm rõ. Ông Hồ Đức Anh còn cho biết, viên kiểm sát nhân dân tối cao đang tập trung nghiên cứu quyết định giám đốc thẩm Quan điểm của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là sẽ thực hiện quyền kiến nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xem xét lại quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải theo quy định tại điều 404 Bộ luật tố tùng hình sự. Theo các chuyên gia pháp lý, vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự có vai trò rất quan trọng trong vụ án bưu điện cầu vòi đặc biệt là nếu cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố tội làm sai lệch hồ sơ vụ án. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ông Nguyễn Hòa Bình luôn miệng nói về 25 bản lời khai nhân tội của Hồ Duy Hải mà ông ta gọi là những lời khai mà phải là thủ phạm mới biết. Nhưng hãy cùng nhìn lại để thấy những lời khai này được gọt dũa như thế nào cho vừa với bản án của Hồ Duy Hải. Dựa trên những hình ảnh bút lục của vụ án mới được hé lộ gần đây. Thứ nhất, về việc Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng Hồ Duy Hải đã nhận tội ngay từ đầu. Thực tế là không hề có chuyện đó. Mới đây đã hé lộ rất nhiều bản lời khai đầu tiên của Hồ Duy Hải. Trong những bản lời khai này, Hồ Duy Hải đã khai không hề liên quan gì đến vụ án. Những lời khai này của Hồ Duy Hải hoàn toàn hợp lý với trí nhớ mô tả của một con người. Cho đến tối ngày 21 tháng 3 năm 2008, Hồ Duy Hải mới có lời khai nhận tội đầu tiên sau hơn một ngày một đêm ở trong tay cơ quan điều tra. Thứ hai, trong lời nhận tội đầu tiên, Hồ Duy Hải khai sử dụng chiếc xe Wave đi đến hiện trường. Thế nhưng nếu như vậy thì lại không phù hợp với lời khai của nhân chứng được chọn lọc là Đinh Vũ Thường. Ông Đinh Vũ Thường khai là đã nhìn thấy một chiếc xe Dream ở trong bưu cục. Thế nên Hồ Duy Hải lại bị cho khai lại với nội dung là Hải đã phải về nhà dì ba rưỡi để đổi xe. Lý do dì út của Hải cần xe đi chợ. Một lý do rất vô lý vì không ai đi chợ ở nông thôn lúc 8 giờ tối cả. Thứ ba, trong khám nghiệm pháp y, nói là nạn nhân Hồng có dấu hiệu bị hiếp dâm. Trong bản khai nhận tội có để là Hải đã khai là đã hiếp dâm chị Hồng và để phù hợp với việc tinh dịch không có trong âm đạo, Hải đã khai là xuất tinh ra ngoài. Thế nhưng sau này xét nghiệm thì chứng cứ nạn nhân bị hiếp dâm không có bất cứ dấu hiệu gì liên quan đến Hồ Duy Hải. Nên Hồ Duy Hải lại tiếp tục bị cho khai lại. Nội dung hiếp dâm bị rút ra khỏi vụ án, động cơ trở thành cướp của giết người. Thứ tư về cái thớt. Tại phiên giám đốc thẩm, ông chánh án có nói do cái thớt không có dấu hiệu gì liên quan đến vụ án nên người ta đã đốt nó đi. Sau đó vài ngày, trên mạng xuất hiện hình ảnh cái thớt đầy máu, năm cảnh đầu nạn nhân, trên thớt còn có thước đo của cơ quan điều tra. Hình ảnh này, toàn bộ các luật sư tham gia vụ án suốt 13 năm đều chưa từng nhìn thấy. Ban đầu, tất cả cũng không dám tin, đó là hình ảnh thật. Vài ngày sau, bản ảnh hiện trường xuất hiện mới chứng minh tấm ảnh đó là thật. Thậm chí, khám nghiệm pháp y cũng nói rõ nạn nhân bị đập bằng vật thể gỗ có mặt phẳng lẽ nào cái thớt không liên quan thứ năm về con dao ông chánh án nói con dao được hải giấu sau tấm bản nên khi dọn hiện trường dân phòng không biết đã vứt đi sau này bắt được hải hải khai ra con dao nên mới đi mua về để cho hải nhận dạng hải nhận dạng đúng con dao nên hải là thủ phạm bởi nếu không phải là thủ phạm thì làm sao mà nhận diện được đúng con dao đó. Trên thực tế, bút lục chứng minh con dao được mua trước khi Hồ Duy Hải khai nhận tội. Con dao được mua ngày 20 tháng 3, trong khi đó tới tận tối ngày 21 tháng 3, sau nhiều lời khai vô càng, Hồ Duy Hải mới có lời khai nhận tội. Thứ sáu, về đóng trò đốt quần áo, tàn vật một đồng chí công an xã đã lập công khi phát hiện đóng trò phía sau nhà hải. Đóng trò được coi là tăng vật vụ án sau hơn 2 tháng. Trong hồ sơ điều tra ghi rằng, Hồ Duy Hải khai nhận đóng trò này là do Hải đã đút quần áo, mặc khi gây án và tàn vật. Thực tế là chẳng có đóng trò nào sau nhà Hải, chỉ có đóng trò sau nhà dị Úc. Nó là đóng trò đốt rác Mai gia đình nào cũng có Bút lục giám định mới đây Đã chứng minh Đóng trò đó không có bất cứ Vật chất, chất liệu nào Liên quan đến quần áo, dây lưng Hay nguyên liệu làm sim Thẻ điện thoại Thứ bảy Chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình Nói rằng Hãy chỉ nhận tội, không kêu oan Điều này hoàn toàn là sai Thực tế, hãy chỉ nhận tội khi bị điều tra, giam giữ. Hồ Duy Hải đã kêu oan trong tất cả các điều kiện có tính pháp lý chính thức. Từ những lần gặp luật sư của mình cho tới ngay tại các phiên tòa, Hồ Duy Hải cũng luôn nhắn nhủ mẹ kêu oan cho mình dù một số lần phải chịu đau đớn khủng khiếp vì việc kêu oan đó. Ngày 12 tháng 4 năm 2019, trong cuộc thăm gặp, Hồ Duy Hải đã nói pháp luật không công bằng người có tội thì được thả ra người không có tội thì bị giam giữ hồ duy hải kêu mẹ đừng có năn nỉ hay xin xỏ gì những người đứng đầu cơ quan nhà nước